Nhiều năm nay, hàng trăm mét dọc con ngõ 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội trở thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt chất thành những đống lớn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đường giao thông tại đây vốn đã nhỏ hẹp, có đoạn nay còn bị đổ phế thải tràn ra lòng đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Đông người qua lại lắm, nên là đổ rác như thế này ô nhiễm môi trường rất là nhiều mà ảnh hưởng đến người dân. Tôi đi đường thì tôi thấy tình trạng đổ rác như này cũng rất là nguy hiểm cho những người dân thường đi qua lại cái khu vực này. Thì bấp ngã rồi thì là mùi hôi thối ô nhiễm rất là nguy hiểm. Không chỉ đổ rác ra đường giao thông, ao hồ nằm trong ngõ 587 Tam Trinh cũng ngập trong rác thải. Thậm chí, đoạn hồ này bị đổ phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt lấn hàng chục mét ra lòng hồ. Người dân lo ngại tình trạng này có thể gây ô nhiễm nguồn nước, tắc nghẽn dòng chảy. Con này nó làm ô nhiễm nguồn nước, với cả gây nguy hiểm cho xe đi lại qua đây. Khi đi qua đây con thấy có cái mùi khó chịu, hôi thối và con phải đeo khẩu trang, đeo nhiều lớp khẩu trang đi ngang qua nhanh. Con muốn là các cơ quan chức năng sẽ dọn hết cái chỗ này đi và xử lý những cái người đổ rác ra xung quanh đây để đây không còn rác thải nữa, mọi người được cái nguồn nước nó sạch hơn và mọi người đi ngang qua đây nó sẽ an toàn hơn. Theo ghi nhận, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đổ rác trong ngõ 587 Tam Trinh. Bên cạnh đó là những hàng rào tôn được dựng lên để ngăn đổ trộm rác. Thế nhưng những đống rác vẫn tiếp tục xuất hiện, thậm chí ngay trước cổng một bệnh viện. Người dân cho biết, những người thiếu ý thức thường vận chuyển rác ra đây đổ vào ban đêm, lúc ít người qua lại để tránh bị phát hiện. Ở các cái ngõ vệ sinh người ta không đổ thì người ta đi xe máy, đi ô tô ra đấy người ta đổ. Thì chú đã nhìn thấy có cả cái ô tô bán tải đổ các cái tải xuống đấy. Tôi đã nhìn thấy một cái người đã bị hết đổ gối ra vì ngã một cái đống rác. Mong muốn là như vậy là các cái cơ quan chức năng là thường xuyên đi kiểm tra. Làm sao để như vậy là cho cái cảnh quan môi trường này được gọn sạch đẹp hơn. Hai nữa là cũng mong như vậy là nhân dân sống ở hai bên đường như vậy cần có như vậy là cái ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường được tốt hơn. Theo chính quyền địa phương, sắp tới có thể sẽ tiếp tục dựng thêm hàng rào để hạn chế tình trạng đổ trộm rác thải. Người dân cần tự nâng cao ý thức, không đổ trộm rác để tránh bị xử phạt theo quy định và giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.